Ok bạn, lúc chào tất cả các bạn chị đã xem nổi mình là KMT nên mình đây. Mình không phải Fino TV nữa nhé, tôi nói thật luôn, tôi không phải Fino TV nữa. Và ok, từ trước đến nay, từ cái hồi mà mình mất tích đến bây giờ, gọi là mất tích đi, thì mình chưa xong mặt lần nào không? Tụi này tôi sẽ show cho anh em xem này. Tôi bỏ kính ra một tí, nhưng mà đằng nào cũng phải đeo kính thôi. Bởi vì là tôi bị cận rồi, tôi phải đeo kính, tôi không đeo kính thì tôi cũng chả nhìn được cái gì. Đấy anh em mình nghĩ nhá. Bình tĩnh, tôi bị lag một tí. Đấy, tôi đây rồi. Anh thấy chưa? Tôi đây. Ôi, cái kính vào này đã. Đấy rồi đấy. Ok. Hôm nay chúng ta hãy cùng vào sảnh liên thông một tí nhở. Dạo này mình thấy chán chán thì cũng vào sảnh liên thông một tí thôi. Đây, hiện tại mình sẽ thử tắt cái cam đi. Thực ra tôi cũng ngại lắm, tôi cũng ngại cái cam lắm. Được rồi, anh em tắt rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ thử vào một cái sảnh liên thông một tí nhá. Hiện tại tôi không bật ra bật nhạc, tôi chỉ bật tiếng thôi. Tôi không bật nhạc. Anh em nghĩ nha, tôi đang ngồi ở một bình tĩnh bình tĩnh, tôi đang ngồi một cái phòng phải gọi là gì nhỉ, quá ồn ào luôn thật. Đây tôi vào thử mấy cái này, tôi chơi tí, thường tôi tầm vào mấy cái map giao lưu luôn thật. Để xem nào, tôi sẽ bắt mấy ông này bật mic lên để xem nào nhá. Tôi bắt mấy ông trong này bật mic lên cả xem nào. Để tôi hay bị lag này lắm nhá. Lớp 4A con cô hai rồi luôn, xui thế, vừa vào đã tắt sảnh liên thông còn chịu chịu thua. Lại mình đi ra vào lại một cái sảnh liên thông khác nhá, xem nào. Lại tôi chưa thấy một cái gì mà nó liên quan đến việc giao lưu ở đây cả. Đâu nhở? Chứ thì có một gì liên quan đến việc giao lưu ở đây luôn đấy. Tôi ngồi tôi thử refresh lại một tí xem nào. Tôi xuống ghép mấy cái mắt sinh tồn nó cho tôi vào tổng hợp đi. Và tổng hợp xong cái gì? Xem nào. À, thực ra cũng toàn mắt đối chiến thôi. Đậu xanh. Tiệm điện thoại. Chị ta thật đang nghĩ cái gì ạ? Trò chuyện của bạn ơi, cái bác được. Trò chuyện. Được. Được không ạ? Đây là trò chuyện hay cái gì đấy? Được héo. Tôi gạ rồi mình bật thích à? Trời đi, tôi đang lạnh quá. À, mình biết là mình biết là meta này rồi. À, bấm đi đi, bấm đi đi, bấm đi. Không được. Mình đã bấm biết để mình nói chạy các thứ ra để bởi vì lâu lâu cũng chẳng rồi. Thôi ngủ đi. Để heo rảnh thế. Nhưng mà dự định của tôi là bật bật mic lên để nói chuyện các bạn, what the fuck. Lạnh quá. Nó toang bà rồi. Nó tan thật rồi, hãy giúp rồi. À, thông minh.
Ôi, mình đánh lây à? À, có nên tôi có nên đổi sang đi sinh tồn không? Tôi chắc tôi không cần đổi đâu. Tôi thì tôi thường thích nói chuyện qua mic cho khác, tôi nói chuyện kiểu qua mấy cái chat thứ đâu. Ơ, khoan mà không được á, tôi thử bật nào. À, sao tôi vẫn được bật, rồi nhỉ? Để xem bật loa được không. Vì tiêu trả lại đồ cho bạn này á. Tôi trả lại đồ cho bạn này á. Ơ, bắt được heo. Ơ, bắt được heo. Rồi bị đốt rồi. À, bạn nghe thấy mình nói không? Nếu nghe thấy mình nói thì cho chuyện trên chat. À, ok, có. Chờ tí để tôi giúp. Để tôi giúp cái đã. Rồi để xem nào. À, mấy con đang đánh nhiều nhỉ? Không. Được rồi. Bây giờ bạn nhìn xung quanh mình có mấy con đom đóm không? Bạn có liên tưởng đến cái gì không? À, bạn ơi. Bạn này, bạn nghe thấy nói cho đấy. Ê, bác. À, mình nói. Mình nói, được rồi. Mấy bạn thích nghe hát không? Mấy bạn thích nghe hát không? À, alo, alo. Nghe à? À, được rồi, mình sẽ hát bài hot nhất nha, bài hôm đó. Đom đóm cũng được, ok mình hát bài đom đóm cho nó hot. Nghe không? Đom đóm ấy. Mấy tuổi hoàng gì? Mấy tuổi hoàng gì ba? À đúng rồi, tôi là con trai đấy. Thôi rồi. Nghe đúng không? Được, chờ tí, tôi đứng đâu bây giờ nhỉ? Bây giờ đứng ngay cái chỗ trái tim để cho nó oách đi. Được rồi, nghe hát đúng không? Ok, chờ tí nhá. Đây, mình chỉ bị sắp mình ngay rồi anh ạ. Ok, nghe này. Nghe này. Đậu phụ lắm. Em đi mất rồi, còn anh ở lại. Người giờ còn đây không, tình này liệu còn sang sống. Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hoa hay đông. Hồng mắt em, cả bầu trời đó hoen. Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi cả ngày ngủ ngơ. Người là ngàn mây bay, mình là giọt sau chia tay. Người cạn bầu khóc say, còn mình dài bãi trong đây. Này gió ơi, đừng vội vàng lắng nghe được không?
gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh em, nói em thương anh mà, nói em yêu anh mà, cớ sao ta lại hòa chia xa. À trời ơi, chờ tí mình nhé. Nàng dịu dàng tựa đàn phố Vinh, đẹp rằng ơi chẳng cần cố sinh. À, cũng được, mình sẽ để bản quyền của bài nhắc nữa. Hạc ngọc rơi rất trên mái nhà, sáu luôn cả, như thế là... Mình sẽ để bản quyền của Jack nó nói cũng được. Chờ tôi bị lag rồi. Xa nhau, tôi thì nỗi nhớ hạc cớ gì người mang. Hụ, bên nhau không lâu, như là tờ giấy người thấy mình nhìn trang. Vậy đêm một nắng phía du trên đỉnh đầu. Và rồi nói em nghe câu chuyện này là cả bầu trời vàng đỏ tiếp xanh xanh, em luôn tồn tại ở trái tim anh. Thùa mới điên thời tay nắm tay, cành lá mê vàng ôm đắm say nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vẫn sương ven đường. Gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn trò chuyện với anh em, nói em thương anh mà, nói em yêu anh mà, cớ sao ta lại hòa chia xa. Đó không là lặng lẽ mơ màng, nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh, đẹp rằng người chẳng cần cố sinh. Yêu em nhiều, lòng này nhớ đâu, thương em nhiều, cảm tình biển sâu anh. Hát nếu có hướng hướng ngược thời gian, nhắm mắt cố xóa dòng đời này ái bao trầm vỡ tan. Đành lòng sao em sẽ nát tâm can, hòa kỳ thư theo bóng trăng vàng. Giá như bây giờ, giá như em ở đây, gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về về chốn xuân thì. No, cớ sao ta lại hóa chia xa. Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng, nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh, đèn dần người chẳng cần cố sinh. Chết rồi, đoạn này hỏng rồi. Sorry nhé, đoạn này hỏng rồi. Sorry, chờ tí tôi chỉnh lại cái đoạn này đã, đoạn nó bị hỏng ấy, phải không ạ? Thôi rồi toàn. Bình tĩnh, đoạn này bị hỏng, chờ tí mình check lại này ạ. Đoạn này bị hỏng tí. Đúng thế không nhỉ? Đâu bình tĩnh. Em nhiều, lòng này nhói đau, thương em nhiều, càng tình biển sâu anh. Hát yêu hoa ước mơ ngược thời gian, nhắm mắt cố xóa dòng đời này ái bao trần vỡ tan. Đành lòng sao em sẽ nát tâm can, hòa kỳ thư theo bóng trăng vàng. Giá như bây giờ, giá như em ở đây, xói xin đừng lấy em đi, hãy mang em về về chốn xuân thì. Có sao ta lại hòa chia xa,
nữa không lần lần lẽ bao lần nàng dịu dàng tựa đèn phố vinh đẹp là người chẳng cần có sinh. Sao xong lần này được việc nhá, về là thì được nhá. Được rồi, hey. Mình tạo mình giao lưu thế thôi. Ờ, cảm ơn nhá. Này trả cho các bạn này. À, và cuối cùng trước khi mình rời khỏi cái map này thì mình xin nói một điều là các bạn à, thôi mình nói một điều, mình là YouTuber mấy ông à, mấy bạn ạ, mình nói nhầm, mình là YouTuber. thế thôi được rồi, mình chắc mình rời đây, mình đang quay. Các bạn có thể tìm qua cái từ KMP Gaming tầm 115 sub gì đấy nhá. Tầm 115 sub gì đấy. Đấy. Các bạn phải tìm ở cái đấy. Thực ra các bạn tìm KMP Gaming thì lại ra Fino TV. Đấy, nếu mà ra cái đấy thì mấy bạn cứ chọn cho mình một con cam nhá. Một cam. Rồi thế thôi, tôi ra đây. Bye bye. Chào lần cuối. Bye nhá. Khi nào tôi khác comeback tôi đổi tên cho. Đổi bye nhá. Ok bạn ạ, xong một server rồi. Mấy phút rồi nhỉ? 16 phút. À thế là mình không biết mình có đủ thời gian để cho một cái server 2 không nhỉ? Rồi mình xem nào. Vì đã rất nhiều anh rồi. Được, mình vào trong này hát thử đâu đó là 2 nhá. Tôi chắn lẽ là tôi bị giọng tôi nó hơi bị kiểu lỗi một tí. Lúc mà tôi điện hát lại không như thế, mà cái lúc mà tôi hát thật tiếng lại như thế, tôi chẳng hiểu luôn. Mang là bị gì đấy? Rồi luôn, mình chưa lát xong luôn. Cho tôi ra cái này coi. Ai rồi, cho đi rồi. Dốc thế. Rồi luôn, một map nữa. Ra đi. Rồi, chắc đây là một map mạo hiểm đấy thì ấy. Tôi sẽ làm một map đối chiến để các anh em giải trí tí nhá. Xem nào. Xem nào, vào đối chiến để giải trí một tí nhá. Hoặc là vào mạng giải mã cũng được, xem có cái gì không. Builder Steve Travel. Nghe không kinh dị lắm nhỉ. Trốn tìm tí hon thôi chịu. Xem nào. Among Us Undertale. Tôi chơi thử cái này xem nào. Undertale. Không biết là cái bản Undertale trong mini world nó sẽ như thế nào nhỉ. Hóng quá. Để tôi xem Undertale trong mini world nó sẽ như thế nào. Fing TV. Ôi tên, cái tên nó dần giống tôi. Đây là những con sao Undertale. Thực ra ngày xưa tôi cũng chả biết chơi Undertale là mấy. Gì đây? Mình chả biết là cái gì. Tôi chỉ hiểu mấy cái skill mình làm. Gì đây? Cái gì đây? Đi tinh cái gì đấy? Ôi câu trả lời mấy ông ạ. Câu hỏi câu trả lời tôi chịu. Tưởng cái gì? Tưởng là đánh nhau hay gì? Ôi what the fuck. Anh thấy cái gì không? Tô cao. Đâu nhở? Nội dung khiêu dâm. Ê, báo cáo. Rồi, bạn chết rồi tôi rồi. Sao không có một cái gì nó gọi là kinh dị cho lắm nhở? File Arunaka Seret. Tôi chơi thử bui ập chép. À không, bui, đây là bui. Tôi bị nhầm một tí, start lại tìm nó cũng... À hello neighborhood này. Tôi cũng chả biết chơi KKSE. Nghe cũng hay. Kinh dị một tí cho anh em đỡ hơn nhở. Sau mấy cái series mà lâu lại trong giấc mơ gì đấy thì anh em chưa thấy kinh dị cho lắm. Nên tôi sẽ chơi cái map này. Xin chào anh em, map KKK các em mời vào đội đỏ. Không làm gì, chỉ càng cho đội xanh nước không thoát được. Mát là cho đội xanh nước tìm 4 cân cần gạt để thoát và ăn pha nhé. Còn nhiều cần gạt nằm sâu trong rừng. Lối thoát đây. Tối thế bạn. Để xem tôi là đội gì. Tôi không lấy tên tôi đâu luôn. Là ai?
Nhớ. Mình phải vào trong rừng đúng không? Mình đội xanh à? Mình phải vào trong rừng đúng không? Để mình tắt cái Unity đã. Đứa gì đây? Đứa gì? Ai có đạn này? Nhưng mà súng đâu? Thế rồi không có súng thì lấy đạn là cái gì? Thôi vào trong rừng tìm. Đi gần gạt đúng không nhỉ? Tối quá không biết mình anh em có nhìn rõ không, nhưng mà tôi tối vãi nồi. Tôi thể luôn thì tôi tắt cái đèn bàn của tôi đi á. Cái gì kìa? Đội đỏ. Đội đỏ là các cái xe à? Tôi không thấy một bóng người luôn. Có một người đội đỏ. Mấy không? Có một người đội đỏ. À mày tính người đội đỏ là KK đúng không? What the fuck? Tới tìm được ra thôi. Ê là KK là canh cửa. Gì đấy? Nâng ly ở hết cẩn thận. Hello. It's me. Các bạn KK làm gì đấy? Đóng cửa. Anh em tìm. Không có gì hết. Ôi bạn ơi, chạy ra. Bỏ ra. Ờ. Thôi mình rời đây, cái map nó trắng quá. Đối chiến đi, cho nó vui. Sea of Thieves. Cướp biển à? Phải cả cướp biển Sea of Thieves à, tao chịu luôn. Biển đấy chứ. Pirate và cướp biển chứ sẽ Sea of PR cái gì đấy. Ôi giời, cái kiếm cái gì đấy. Tôi đang ở trên thuyền đúng không? Không có gì. Không có gì, tôi thì rất thích màu dương nhưng mà không có gì hết. Gì đây? Cái này gọi là cái gì? Đi đây nào. Thanh kiếm à? Không gì hết, thôi rồi, rời tàu. Gì đây? Rời tàu ra xem nào. Đây, đây có hòn đảo. Rời ra xem nào, ở đây có cái gì? Túi đồ. Tiệm của tiệm. Chẳng có cái gì hết. Group quest. Toàn bản tiếng Anh này. Tôi chỉ thích chơi bản tiếng Việt thôi. Thôi đổi chiến đi. Xem nào. Siêu nhân đại chiến. Chấm vãi cả đài. Spider-Man Plan Zombie Down này. Aura Robot Earth City Line Plan Zombie Dream Sun Epic Boss Fight Bumpy Naruto. Phải nói thật. Đại chiến đạo bị tôm. Ai cả đại. Ơ hình như tôi chỉ vậy tuyệt vời. One Piece Beta. Ồ đúng là cũng có nhiều cái hay thật. Tôi vào bắt cua một ký. Kiểm tra 45 phút à, Ok. Đi vào. Tôi mong khỏe 45 phút bởi vì thời hạn video của tôi có giới hạn nhá. Ô, tôi chọn tem rốt đi. Tôi rốt lắm. À giờ tí tôi xem video của tôi thời hạn bao nhiêu rồi. 23 phút rồi. Thôi tắt. Chắc là mình để series sau nhé. Tạm biệt anh em. Bye.